Thượng Huyền đánh với Muzan, bao nhiêu phần trăm cơ hội thắng? Hello các anh em đồng râm, Ad đã vô tình đọc được một comment của fan, đó là một giả thuyết xem Thượng Huyền hợp sức lại với nhau để hội đồng Muzan, xem có cơ hội để thắng hắn không. Vấn đề này cũng tranh cãi khá là nhiều, là một người nuông chiều fan, làm sao có thể ngồi yên xem fan mình tranh cãi đúng không nào? Mà làm xong cái giả thuyết này, chắc mọi người không còn tranh cãi, mà chuyển sang tranh luận vẫn ok nhá. Đùa vậy đủ rồi, Thượng Huyền là cấp bậc mạnh nhất trong thập nhị quỷ nguyệt, có đa dạng sức mạnh. Vậy nếu Thượng Huyền đồng lòng hợp sức với nhau để lật đổ Muzan, vậy có khả năng chiến thắng hay không? Cũng như bao giả thuyết thuộc hạ đánh Muzan, Ad cũng sẽ cho vô hiệu hóa lời nguyền. Vì khi còn lời nguyền, cái giả thuyết này sẽ không bao giờ xảy ra. Muzan chỉ cần ngồi một chỗ là Thượng Huyền từng người một lìa đời. Theo như anh em, giữa cái kèo Thượng Huyền với Muzan này, anh em sẽ chọn bên nào? Để biết được kết quả chính xác thì phải xem hết video ngày hôm nay nhá. Một, Muzan một mình cân cả sát quỷ hội. Đánh với Muzan không phải chỉ cần có số lượng là thắng được hắn. Trong trận chiến cuối cùng, anh em đừng quên một mình Muzan đã cân cả sát quỷ đoàn chỉ với 2 tay. Nếu có thêm 3-4 tay nữa, hắn cũng cân bằng 6 tay. Sát quỷ đoàn chiến thắng trận chiến này cũng nhờ rất là nhiều yếu tố, rất nhiều sự giúp sức khác. Chứ để nói nhờ số lượng để chiến thắng là điều không thể đối với hắn. Thượng Huyền có sức mạnh rất khác biệt so với các trụ cột. Tuy nhiên, tất cả Thượng Huyền, cho dù hội đồng lại cũng không có cơ hội đánh bại được Muzan. Từ đầu khi hắn tạo ra quỷ, hắn đã có ý nghĩ sẽ không có một con quỷ nào mạnh ngang hoặc là hơn bản thân của hắn. Bọn chúng không có đủ khả năng để tiếp nhận một lượng máu lớn của Muzan trong cơ thể, nên sức mạnh của bọn chúng mãi mãi không bao giờ so sánh được với Muzan. Trong trận chiến với sát quỷ đoàn, Muzan gần như chỉ sử dụng có 50% sức lực, phần còn lại của hắn đang tập trung cho việc vô hiệu hóa chất độc trong cơ thể. Chỉ với một nửa sức lực mà bán hành cho sát quỷ đoàn thảm họa đến vậy, liệu khi đấu với Thượng Huyền sẽ như thế nào? Đầu tiên đó là Muzan sẽ sử dụng hoàn toàn hết 100% công lực, vì lúc này đánh với chúng sẽ không hề bị thương, không một con quỷ nào đủ khả năng gây sát thương nghiêm trọng cho Muzan. Bây giờ hắn chỉ có bị ánh sáng mặt trời và hơi thở mặt trời mới đả thương được. Anh em sẽ bảo trong Thượng Huyền có thượng nhất rất mạnh, không lý nào không gây ra sát thương được cho Muzan, đúng không? Cái này hoàn toàn đúng trong trường hợp thượng nhất sử dụng được Nhật Luân Kiếm. Hiện tại, thanh kiếm của ông đang sử dụng để chiến đấu là từ tế bào quỷ, không có tác dụng như Nhật Luân Kiếm của thợ săn quỷ sử dụng. 2. Huyết quỷ thuật dạng rộng. Muzan sở hữu huyết quỷ thuật ở dạng cực rộng, tấn công ở nhiều phương hướng khác nhau như huyết quỷ thuật hắc huyết chỉ gai là một kỹ năng tạo ra hàng loạt dây gai tấn công kẻ địch. Với skill này, có càng nhiều kẻ địch lại càng lợi thế. Hàng loạt dây gai này sẽ tấn công rất nhiều hướng, khiến cho đối thủ khó mà dễ tiếp cận được. Tiếp theo là Muzan tạo ra các sóng xung kích trong lúc đang bị các trụ cột bao vây và khi hắn bị dồn vào đường cùng, sức lực đã hao tổn nhiều. Chính đòn sóng xung kích này đã giải vây cho hắn, hất tung tất cả thợ săn quỷ bay đi khắp nơi, còn làm cho đối thủ bị dính đòn phải bị tê giật hết cả người. Như Tanjiro đang tạo ra combo dùng các thức hơi thở của lửa để tạo ra thức thứ 13, là thức cực kỳ mạnh để đối đầu với Muzan. Khi cậu đã dính phải đòn sóng xung kích này, cậu không thi chuyển kỹ năng được nữa do cơ thể đang rơi vào trạng thái co giật. Thượng Huyền cùng hợp sức lại đánh với Muzan. Về mặt số lượng, bên Thượng Huyền áp đảo Muzan một thân độc mã. Tuy nhiên, huyết quỷ thuật của hắn lại là khắc tinh khi số lượng đối thủ càng nhiều. Huyết quỷ thuật lại càng dễ sử dụng. Còn chưa kể đến đó là Muzan có khả năng hấp thụ con mồi và mục tiêu và còn có cánh tay nuốt quỷ. Khi các Thượng Huyền tiếp cận hắn, tất cả mục tiêu sẽ bị Muzan hấp thụ. Chỉ những con quỷ nào có đủ sức kháng cự lại sự hấp thụ này của hắn thì mới thoát ra ngoài được. Muzan đã tính hết cả rồi, làm sao mà có con quỷ nào đủ sức để đánh bại hắn được. Vì không bao giờ hắn chịu chia sức mạnh của bản thân hết cho thuộc hạ. Chỉ có một phần, còn lại phải nhờ vào sức mạnh thực lực của chúng. Tuy không phải Thượng Huyền thua kèo hoàn toàn với Muzan, cũng có khá nhiều huyết quỷ thuật diện rộng cũng không kém so với hắn, nhưng để đánh thắng chúa quỷ lại là một chuyện khác, vì ở phần phía sau vẫn còn nhiều thông tin mà Ad sẽ phân tích cho thấy Muzan hơn hẳn các Thượng Huyền. 3. Khả năng hồi phục đặc biệt. Ở trận chiến cuối cùng, các Thượng Huyền, kể cả thượng nhất, khi bị Nhật Luân Kiếm chém qua vẫn mất thời gian hồi phục đúng không? Nhưng khi các trụ cột hóa đỏ thanh kiếm đánh với thượng nhất, ta thấy khi bị trúng đòn, Kokushibo tỏ ra khá là đau như đang bị lửa thiêu đốt vậy. Thế anh em ta quay sang trận chiến của Muzan thì sao? Những thanh Nhật Luân Kiếm không còn tác dụng với hắn nữa. Hắn có khả năng hồi phục siêu tốc, thanh kiếm đã đi xuyên qua cổ hắn, thế mà không hề để lại một dấu vết nào.
Tất là thanh kiếm vừa gây ra sát thương ngay chỗ đó liền hồi phục ngay lập tức, nên những thanh kiếm này không còn tác dụng với hắn. Thứ giết được hắn chỉ có ánh sáng mặt trời. Với khả năng hồi phục này, trong trận chiến Thượng Huyền với Muzan chỉ cần đứng ở một chỗ để đánh, bên nào hồi phục sớm hơn bên đó lại có lợi thế. Như Nezuko đối đầu với Daki, khả năng hồi phục của Nezuko hơn hẳn với Daki, cho nên trong trận đánh này Nezuko có lợi hơn rất là nhiều so với Daki. Thấy Nezuko chỉ cần dùng chân để tấn công, cho nên Daki đã dùng vải lướt nhẹ qua đôi chân ấy. Thế mà ngay lập tức, đôi chân ấy đã hồi phục lại cắm thẳng vào người của Daki. Nezuko kiểu, mang danh là em gái của vua loài quỷ Tanjiro, không phải là hư danh. Còn Daki ngươi chỉ là em gái của một tên thượng lục, làm sao mà so sánh được? Cho dù Thượng Huyền có tấn công bao nhiêu, nhiều đến mức nào đi chăng nữa, các cơ thể, bộ phận của Muzan vẫn không hề mất, không thể cản trở hắn tấn công và sử dụng huyết quỷ thuật. Thế là ăn đủ đòn tấn công của Muzan. Bên đây đang từ từ hồi phục, còn bên Muzan hắn liền hồi phục ngay lập tức. Chỉ có mỗi đặc điểm này đủ cho ta thấy Muzan trên cơ như nào rồi, đúng không anh em? 4. Hiểu rất rõ tất cả huyết quỷ thuật của Thượng Huyền. Thượng Huyền là do Muzan tạo ra, đương nhiên nuôi một con người hay một con vật phải biết hết tính cách và đặc điểm. Cho nên tất cả huyết quỷ thuật của Thượng Huyền hắn đã nắm rất rõ trong lòng bàn tay, biết được cách sử dụng và đặc điểm của nó ra sao. Đây là lợi thế để dễ dàng né tránh chúng. Ngược lại, Thượng Huyền rất ít, thậm chí là còn chưa từng thấy Muzan sâu sức mạnh bao giờ, vì đã rất lâu từ lúc đánh với Jorichi. Bây giờ mọi việc hắn đều cử thuộc hạ làm, không còn nhúng tay vào. Đến trận chiến cuối cùng hắn mới thể hiện sức mạnh và huyết quỷ thuật. Thế mà Thượng Huyền cũng có ai được chứng kiến đâu, mỗi người một nơi, có ở cùng với Muzan đâu mà được thấy. Nếu may ra thì có mỗi Thượng Nhất khi làm người được thấy. Trong một trận chiến, nếu hiểu rõ đối phương như thế nào là một lợi thế, như trận chiến của Thượng Nhị, do Kanao và Trùng Trụ không hiểu rõ huyết quỷ thuật của hắn như thế nào mà thoải mái sử dụng hơi thở, trong khi huyết quỷ thuật của Duma là khắc tinh của thợ săn quỷ. Càng hít thở nhiều, phổi của họ sẽ nhanh chóng bị khô và đóng băng. Đây là tác hại của việc chưa hiểu rõ về huyết quỷ thuật của Thượng Nhị. Thế mà bù lại là Duma cũng không hiểu rõ về Inosuke, cho nên hắn cũng bị cậu làm tổn thương bằng những đòn tấn công lạ lẫm như là bẻ các khớp tay của cậu cho linh hoạt. Thượng Huyền không hiểu rõ các kỹ năng của Muzan, cho nên sẽ mất lợi thế trong trận chiến, không dám tấn công ẩu hay là bay thẳng trực tiếp vào đánh hắn. Ngược lại, Muzan lại quá hiểu hết huyết quỷ thuật của thuộc hạ. Tất cả kỹ năng của Thượng Huyền chỉ khắc chế đối với con người, còn hắn lại khác, vừa khắc chế cả con người lẫn quỷ, cho nên Muzan không ngại gì mà trực tiếp bay vào tấn công cả. Huyết quỷ thuật không làm hại được hắn, còn gì phải sợ chứ? Tính ra tên Muzan này cực kỳ mưu mô đúng không anh em? Tạo ra các con quỷ, không tên nào là đối thủ của hắn. Cái danh chúa quỷ không phải là để trưng. 5. Độc chết cả quỷ. Cuối cùng thì đó là máu của Muzan cực kỳ độc đối với con người. Thậm chí nó còn là nỗi ám ảnh đối với quỷ. Thế mà rất nhiều bọn quỷ muốn sở hữu máu của Muzan, càng nhiều càng tốt. Đó là những con quỷ không có năng lực. Bọn chúng mạnh lên là nhờ máu của Muzan, không phải như Thượng Huyền mạnh lên là nhờ có thực lực và nhờ vào chiến đấu. Nếu người thường dính phải sẽ bị dính độc như các trụ cột và Tanjiro khi đấu với Muzan, phải nhờ đến thuốc giải của Yushiro họ mới đủ sức để chiến đấu tiếp tục. Hoặc người đó được hắn bom một lượng lớn máu vào cơ thể, nếu cơ thể có thể thích nghi được với lượng máu này sẽ trở thành một con quỷ cực mạnh. Nếu như không thích nghi được sẽ lăn đùng ra mà chết. Đối với quỷ cũng vậy, mỗi cơ thể của một con quỷ có khả năng thích nghi với máu của Muzan khác nhau, đứa thì chịu được, còn đứa thì không. Chính yếu tố này cũng là điểm cộng cho hắn khi đánh với Thượng Huyền, hắn tiếp cận được con quỷ nào hay là đã bắt dính được sẽ liên tục truyền máu của bản thân hắn qua cho con quỷ đó, hoặc vừa gây sát thương cũng sẽ truyền máu qua vết thương ấy. Và đương nhiên, hắn sẽ truyền lượng máu cực kỳ lớn, đến độ phản ứng trong cơ thể ngay cả một Thượng Huyền cũng không đủ vượt qua, từ đó bọn chúng sẽ từ từ mà chết, không cần phải tốn thêm nhiều sức để đánh. Đương nhiên với cách này sẽ có một cái bất lợi, đó là nếu một con quỷ nào may mắn thích nghi với lượng máu lớn này của Muzan, con quỷ đó sẽ càng mạnh mẽ hơn. Mà với một người có nhiều não như Muzan, rất thông minh, không để những việc nhỏ này dẫn đến sai lầm, không để xảy ra trường hợp may mắn như ở trên app đã nói, chứ anh em nghĩ một kẻ nhiều não như Muzan lại không biết suy nghĩ sao? Vậy Thượng Huyền hội đồng lại để lật đổ Muzan có thành công không? Theo như những gì mà app đã phân tích ở trên, kết quả là không có khả năng chiến thắng, nếu có thể thì cũng chỉ khiến cho Muzan hơi mất sức một xíu thôi. Vì sự chênh lệch giữa chúa quỷ và quỷ rất lớn, chỉ cần dùng 5 bộ não để phân tích trong chiến đấu đã thấy hơn mấy con quỷ khác. Vậy anh em thấy giả thuyết của app như thế nào? Có hợp lý hay không? Tiếp tục đó là 3 comment nổi bật nhất của ngày hôm nay. Đầu tiên là bình luận của bạn Kokushibo. Không biết anh em thấy sao, chứ Nezuko dạng nhỏ ở phần làng thợ rèn nhìn cute lắm nha, đúng là vợ tôi có khác. Hello Kokushibo, ấy ấy, ai lại bảo Nezuko là vợ của ông thế?
anh em ở đây không để ông yên đâu nhá. Bình luận của bạn nghĩa trọng. Anh ra video lúc nào em cũng coi mà anh không cho em lên TV. Hu hu hu. Chào nghĩa trọng. Đây đây, thôi đừng có khóc nữa, anh cho lên TV liền đây. Coi nhớ share và like cho anh với nhá. Bình luận của bạn Zenitsu Agatsuma. Fan mới đây. Yo Zenitsu, fan mới thì nhớ đăng ký kênh cho Ad với nhá. Video ngày hôm nay cũng đã kết thúc rồi, hẹn gặp lại anh em ở video tiếp theo. Còn bây giờ, Ad sẽ nghỉ ngơi để kiếm thêm nhiều ý tưởng cho anh em xem. Bye bye.